Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Từ phim qua thì các bạn đã thấy bản chống trơ đã đổ được khoảng hơn 2 mét thân của mố số 1 ở bên nhịp cầu 2 này. Hôm qua mình cũng đã lên bản chống tàu nhưng mà không kịp quay nhiều cho tất cả các bạn cùng biết rõ hơn về bản chống tàu thì mưa xuống chạy. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với anh em bản chống tàu sẽ hoàn thiện cái phần trụ cầu này. Trong vòng buổi sáng, buổi chiều chúng ta sẽ bắt đầu khoan đá các bạn nhé. Khoan đá ở phía bên này. Cái này anh em đang tháo cái tầng dưới ra để lấy nẹp để đóng cái cốt pha tầng trên. Bây giờ lấy còn cái búa nào không? Gõ cái bệ đinh này ngược lại. Đóng tiếp ở trên kia. Đây này, cái này bây giờ dựng nó lên, dựng cái nẹp lên. Đây này, hôm qua anh câu xẻ được nhiều phết. Yêu cứ đóng ngược lên thôi. Ai đứng ở bên trên kia, đưa ấy cho, đóng đúng như cái đang đóng ấy. Thận nó trượt cây trống đấy nhá. Em đóng một cây ngang đi để dẫm cho nó dễ. Đấy. Kỹ thuật gì a gì cái nhỉ? Hải công. Đi bốc xi đi. Kỹ thuật. Đóng ngược lại đinh hết đi em. Những cái nẹp đây lấy cái miếng thông ấy, miếng thông kìa. Đấy, đưa cho các anh. Không cần đấy, đúng rồi, lệch ra đấy, không cần nối với nhau đâu mà. Hết cả cát rồi, tí phải đi lấy thế này. Này, lấy cái tấm cốt pha kia sang kia. Đào tạo ông này, ông tập trộn bê tông ấy. Bao nhiêu bao ấy? Hả? Bao nhiêu bao? Hơi ít cát thì phải. Hết dầu à? Dạ. Hình như hết dầu rồi. Chết rồi. Thế là tụt đấy. Cho cái tấm cốt pha này lên. Mấy chị em này đi chuyển đá từ bên kia sang bên này đi. Chuyển đá. Cho cái tấm cốt pha này vào cho nó đi. Sao mà xuống được, không xuống được đâu. Nâng cái này lên, đóng lên anh ạ. Nâng cái 80 này lên, đóng từ bên ngoài vào.
đằng sau này còn lỗ không? Đằng sau này còn lỗ buộc thép không? Có nhìn xem có hàng lỗ nào không? Không có à? Có lỗ. Có lỗ thì phải chống nó á. Được mà, những cái nào mà buộc được rồi, buộc được rồi. Đấy. Giỏi đấy nhá. Thì nó đóng cố định thì phải giỏi đấy. Thưa đấy. Đóng thưa đấy. Cái này đúng ra nhìn cái cây dưới đóng như nào đóng thế chứ. À thêm một thanh à. Thêm đi thằng ấy kia. Mấy chị em này bốc đá đi, bốc đá sang bên này đi. Góc kia vào đóng đinh vào. Ờ cái góc kia nó đang vảnh ra thôi. Đấy. Ừ, nín vào, nín dây thép vào. Đúng rồi,
Trống trơ hôm nay đi làm cái gì đông đấy nhỉ? Cao nước à? Hả? Sửa đường á? Xuống đây đi á. Hôm qua em lường lên cái đường của trống tàu sợ quá. Biết là đi cái kiểu gì, ngày nào cũng đi như thế nhỉ? Ây da. Đi làm gì anh? Sửa đường à? Sửa đường từ đây lên á? Ây da, đập đá đập biếc đi, sửa xe máy đi quá. Sửa đất cho dễ đi. Ừ, cho dễ đi tí. Sắp đi ra rồi sửa đường để con đi chở thịt, chở rượu về. Để gạt lúa chứ. Thì cái rau cỏ nhiều kia nấu lên ăn cơm luôn ở đấy. Ôi, tố à. Mỗi ít nước về con uống sau về luôn. Hả? Về á? Để cơm đấy. Cơm đây lấy mì lấy miếc ở nhà kia về nấu. Hôm bữa cho ăn chỉ con chúa là cho ăn con chỉ hú lúc nào nè. Nó mó. Sắp được rồi, còn nhiều không cô? Vừa ấy. Xem nào. Chắc là vẫn phải đầu giờ chiều đảo một tí mới được đúng không? Hết cát được cơ. Anh Tuyến vừa đi mua đồ về, mua cái đồ máy khoan đá các bạn. Chiều nay thì chắc là cho chị em nghỉ thôi, không có việc. Hết sạch rồi gì? Cho nó hết đi, xong tí bơm nước vào đây nhá. Lấy cái xẻng ấy em ơi. Nào lùi ra để anh múc cho. Múc thủng máng đấy. Lùi ra để anh múc cái một đầu. Hết rồi. Nốt cối này xong là nó mó rồi. Chiều nay làm một tí nữa là ok. Cái mặt cầu bên này mình làm dày hơn mặt bên này 5 phân nhé các bạn nhé. Lý do là cái nhịp cầu của bên này nó dài hơn. Nhịp cầu bên này là 5m, nhịp cầu bên này là 4m. Sắt thì mình sẽ tăng cường sắt to hơn một chút so với bên kia. Hết rồi đấy. Khô quá. Em ơi, đi lấy một cái can nước về đây. Can nước lúc nãy đâu rồi? Đi.
Đấy, rội nước vào đi. Để cho đường vào cậu, nó sẽ được nữa. Này còn khoảng độ 60 phân nữa là đầy rồi. Chiều là một lúc thôi. Tập là, tập là. Đây này, chờ cái xe này này, cái xe này xuống này. Tay nhá anh. Sạch rồi đấy. Đây để em rửa. Hôm nay là cả bản chống chơ đấy chứ nhỉ. Cả bản à? Ờ. Uống đi, vừa uống rồi. À thôi, uống cái nước này xanh thế. Xanh ngon. Vừa uống bia rồi. Uống đi. Vừa uống rồi. Một loại một loại đỏ, một loại xanh. Uống đi. Đây cả bản đấy. Uống đi anh chú ơi. Ờ thôi, xong rồi à? Anh uống rồi, anh vừa uống bia bên này. Sửa xong rồi á? Sửa từ chỗ nào về? À từ đây á, từ đây đi á. Từ trên bản về đến đây. Một buổi sáng thôi. Đâu. Sửa thế này thôi quá. Qua thì lên chống tàu mà sợ quá mất. Cơm ở đây. Bầu luộc. Làm buổi sáng rồi. À. Thế là không ăn à? Về đúng không? Sắp gặt chưa? Trên này sắp gặt chưa? Trên đấy khoảng tuần nữa gặt đấy. Tuần nữa à? Bên này gặt. Thì nó gặt rồi nhưng bên này thì nó gặt nhanh. Nhưng mà gặt luôn. Bên kia thì nó gặt luôn. Gặt luôn nương. À. Bên này tuần thì nữa thôi á? Mỗi hộ là một một tuần. Là một ngày thì có khi là xong nhưng mà bên kia thì khoảng gặt. Nhưng mà người nhanh nhất thì khoảng chục ngày thôi, chục ngày. Nó gặt tay chậm. Ừ, gặt tay lúc chậm. Kia kiểu nó cây cao, cây bé nó cũng tập trung là không gặt được. Ừ, hôm nào đi xem gặt lúa nương phát. Mình gặt bông trên còn bông dưới. Gặt dưới thì nó kiểu mình gặt cái nương này nó không như ruộng, nó không đều bông đúng không? Đều bông, với lại bông cao gặt, bông thấp này. Mình gặt thì nó chỉ còn tuần này thì nó sau là nó không tốt nữa, không biết gì. À. Có nghĩa là mình gạt trên thì để lại cái thân kia để nó mục ở đấy, hoặc là mình làm nó tốt ở đấy thì nó sau nó lại tốt như những tay mình gạt 2 năm nữa là vạt màu luôn, không làm được nữa. À, tức là nhiều người nó muốn gạt chứ, nhưng mà gạt nó vạt màu nhanh không làm được ấy. Ừ. Này bảo là ôi xin, mày gạt thế tao gạt lìa, gạt đúng 2 năm thôi vào màu cũng làm được luôn. À. Có phân vào không lên cũng biết. Nó thiếu bạc màu quá, nó sạch quá. Nó thấy nhìn từ bên này sang thì thấy mố cầu đã lên gần đến mặt cầu rồi các bạn ạ. Ghép cốt pha thì đúng đến mặt cầu rồi. Đầm một chút nữa là bà con nghỉ ngơi ăn cơm trưa thôi. Chiều nay làm chiều nay phải lấy mấy xe cát về để làm 3-4 xe cát về để làm. Nhưng mà chỗ này chắc còn một cuối nữa là xong rồi. Xong bắt đầu là cho hai anh em nhà ấy lắp máy để khoan đá. Cái đấy nó có thiếu ưa nhỉ? Thiếu. Trộn nó nửa khối nhá, mới tháo ra, không có là nước không? Lấy đâu cát? Lấy đâu cho cát? Cát không lấy chắc nửa khối mà. 6-7 câu. Đấy, bây giờ bà, bây giờ múc vào đi. Bây giờ mấy giờ nhỉ? Trộn trước cũng được. Trộn trước để đấy cũng được, để chiều làm. Tiếp tục buổi công việc buổi chiều các bạn ạ. Cho bà con tiếp tục đổ bê tông phía bên kia sang bên này.
xem cái máy nổ của anh Tuyến với Tuyến lắp đây. Máy nổ là hiện tại là có hai tác dụng các bạn ạ. Một là chạy cái máy phát điện của anh Tuấn gửi tặng này. Công nhận cái máy này tốt thật đấy. Hàn xì được, phát điện tốt. Ô, máy công trường tuyệt vời thật. Còn tác dụng thứ hai của nó là ngày xưa ấy, là tác dụng chính của nó là dùng cho cái máy nén khí này đấy. Ô, cái này hết dầu hay sao ấy. Tác dụng chính của nó là để khoan đá, xong về sau mới chế sang cái kia thôi các bạn. À xanh sao nhìn như kiểu mất sổ gạo này. Mày phải cho nhớt vào nhá, rút cái ống này ra, cho cái dầu nhớt thải vào, dầu thủy lực cũng được. Đấy, ngửa nó lên, đổ dầu vào đây tầm một chén. Một chén rồi. Cái bình nhớt không thấy à? Rõ ràng lắm nọ mình mang đi thấy cơ mà nhỉ, cái bình nhựa ấy. Thế này thì khoan lâu lâu phải đổ vào đấy. Đổ. Ừ, cứ đổ vào đấy tí nó khắc ngấm sang bên kia. Đúng ra nó có cái bình kia nó tự động nó. Đổ vào cái đây này, đi lấy một ít dầu thì được lên một chén thôi. Hoặc là cho vào một cái chai ấy. Cái vòi cao su được mà nó thổi phát ra. Đổ vào một cái chai ấy. Tí nữa lâu lâu nó đổ một lần cơ. Sáng nó có mua cái ấy không? Có cái gì đấy không? Mũi khoan không? Dầu nhớt thải ấy, đổ ra ấy. Từ cái này cầu nà hát có dùng không nhỉ? Có nhưng mà dùng ít nhỉ. Nặng nhất là ở trên háng đây các bạn. Háng đây dùng cái này phải đến hàng 2-3 tháng rời luôn. Bây giờ đường háng đây hỏng hết rồi, hôm nào cứ dối lên cho các bạn xem. Thấy bảo hỏng nặng lắm, không phải hỏng cái đường bê tông đâu nhá. Nó hỏng cái đường rừng già ấy. Đường dẫn vào trong đường bản bê tông ấy, còn cái đường bê tông ấy lại thấy bảo lại nguyên xi thôi, nhưng mà cái đường ở rừng già mà ngày xưa nó sạt phát là mình đi quay máy ra để phá đá hàng tuần rời mới được một đoạn ấy, một mẩu ấy, nhưng bây giờ nó sạt cục bộ cơ, nó sạt khủng khiếp lắm. Mình đã lên được đấy đâu. Hơ lửa. Mua cái chân chó hay là cái thường? Thường thì hỏng nhanh lắm. Rồi ra đây xem hoàn thiện nốt. Chắc không đủ đâu cái cát đấy. Để ý cái dầu nó nhá. Đấy, đang nạp hơi rồi đấy. Hơi luôn đấy các bạn. Dầu nhớt là được.
tháo ra lâu lại dầu cái máy cái đi. Trời sắp mưa rồi nha các bạn nhá. Trời hơi căng ấy. Không phải đầy đâu nhá. Xem nào. Đây này, lên đến mức này thôi này. 35 phân mà. Cái hồn bé nó về bên trên này. Bên dưới này thấp hơn thì sao ấy. Nó cần phải thẳng không nhỉ anh chú? Càng thẳng càng tốt, thẳng thì sắt nó mới đi nó đỡ phải tránh nhau. À, nó còn lối đi. Ok. Kệ nó, nhám nhám một tí nữa càng tốt. Ok, vậy là xong một một mố các bạn nhé. Còn cái này còn 53 phân thì mình làm cái mặt cầu nó dày hơn phiên kia là 3 phân. 53 phân. Không được 55 à? 53 đúng không? 53. 53 thì dày hơn bên kia 3 phân. Tại vì cái nhịp này nó dài hơn, nó dày hơn một tí. Còn xà mũ này, xà mũ 20 phân này các bạn này. Xà mũ 20 phân. Và bản mặt cầu là 33 phân. Đấy, trong cái lúc làm xà mũ thì có khi mình sẽ, nếu mà điều chỉnh được thì mình sẽ điều chỉnh cho cái mặt cầu nó lên 35 phân đi. Càng dày thì nó càng tốt. Tải trọng càng lớn. Ok, vậy là xong một mố. Bây giờ chờ hai anh em kia sửa được cái máy bắt đầu sang đây khoan đá thôi. Đo đạc, khoan. Đá thì rất là chắc rồi. Cái nền đá thì tuyệt vời rồi, nhưng mà nó lại mặt trượt nghiêng các bạn. Nếu mà như ở nhà mình ấy, nói thật về trường hợp của các bạn như ở cái này ở nhà mình làm không còn phá phiếc gì đâu, mình làm luôn rồi, nhưng mà làm cái việc cộng đồng này mà làm không chuẩn chỉ, người ta lại nói thế này thì khác, mệt người ra. Thôi tốt nhất là mất thời gian một tí nhưng mà làm cho nó bền lâu, nó an toàn. Đấy. Thì bắt buộc phải phá đi. Phá cho nó tẩy bằng đi xong là làm chứ không. Máy móc kiểu gì chưa được đâu. Em ơi, lấy cái xẻng vệ sinh qua cái gầu ấy. Ở trong cái gầu ấy. Lấy cái xà beng này, cái xẻng cái gì ấy. Đây này. Cái này này. Này. Cái xà cây này này. Chọc cái gầu này này. Ổn không? Này lâu lắm không dùng rồi. Nó đã vít nhưng mà nó chả lỏng. Ừ.
lỏng lỏng ấy. Ờ, thả dưới. Cái dê nó vừa về chỗ này nó chật rồi. Cái gì? Cái dê như này. Cái cà chua một tỏ này to tên. Tháo ra để anh mang về cho Hiểu nó sửa xong là hai anh em đi lấy cát đi. Cát đi sỏi đi. Ôi bà con hôm nay máy hỏng thì xong mố rồi thì về thôi. Bây giờ chẳng có việc đâu, sáng mai cho tổ khác xuống ấy. Tổ khác sao vậy đến đàn cái mẫu kia còn là thêm mấy cái răng này chưa còn tháo được đâu hết mang về sửa đã. Lâu quá không dùng các bạn, từ cầu Nà Hát cách đây khoảng 4-5 tháng rồi. Để lâu không dùng chắc dỉ sét hoặc răng doang giếc các thứ nó hở hay là nó như nào ấy, không quay được, quay không khỏe. Mang về để cho nó xem lại xem là như nào. Nó nhiều nguyên nhân lắm nhờ cái này ấy. Cái này bị tròn hết à. Đây một cái mũi khoan nữa. À cần khoan. Cầm cái kia về không cắt đi. Cắt làm sao mà được. Cắt thành cái ngắn như này này. Mày cái đầu nó đi là cút lên vào thôi. Cái đấy nó khó oxy không, nó dùng nước lã là nó bong ra mà. Thôi cái này làm cái ấy kia rồi. Mua cái cần mấy chục nghìn nữa. Đây cái cần khác, còn cái này thì cùng còn bẻ sắt bẻ xiếc. Đấy cho vào cái bao tải cho anh đi. Tí anh trở về anh sửa. Tranh thủ về sớm một tí để xem thợ thuyền ở nhà làm như nào. Mình quay chỗ khu mới của nhà sàn gái bản cho các bạn biết. Ở đây nếu mà sớm thì bảo anh em thu thập thêm ít đá. Mố cầu bên kia ấy, đang thiếu đá đấy. Để em về em sửa đấy. Hả? 46 làm gì? 46 làm gì? Máy đi ấy thôi. Nhặt lên bao giờ.
đây đá hộc ấy, sang bên đầu cầu bên kia thiếu nhiều lắm. Ôi, mùi chế trước đây, cái máy anh đâu giờ ở đây à? Có cái đá hộc kia tí bốc vào cái gầu này là trở lên đổ vào cái đầu cầu này. Chặt tiện hơn là nhặt xuống bãi nhỉ? Nhặt ở suối kia có thì nhặt, không thì nhặt lên xe thì nhặt, tùy nhặt kiểu gì thì nhặt. Xe dễ hơn, nhặt vào cầu ấy. Phải lấy cát về đây để ấy đấy nhá. Tầm khoảng 5 xe cát. Về rồi các bạn ạ. Đây về đến nhà rồi. Thì lá gì đây? Lá nhội. Lá nhội, đây đang tìm cây nhội về để trồng đấy các bạn này. Nhưng mà chưa tìm được cây đẹp. Tiếc quá các bạn ạ, đây là sung này. Cây sung thì vặt gần như trụi hết rồi. Cây sung nó lên rất tốt nhưng mà đây này, cây nhãn này này. Cái bể nước nó không bao giờ nó kiểu nó ẩm ấy các bạn. Bể nước cá nó ẩm nên là nó chết. Những cây nhãn là nó ưa khô. Nên là tùa, tiếc quá bây giờ phải trồng hai cây mới, hai cây như tìm một cây nhội to to đẹp đẹp vào một tí. Không, một cái sung nữa cũng được. Đấy, không gian đây. Gian nhà sàn lâu lâu không quay cho các bạn rồi. Hoa hoét đấy, chị em trồng đây. Hôm nay ra hoa nó hơi khô nhỉ. Đấy, cây cối bây giờ nó lên hết rồi các bạn. Xanh tốt hết rồi. Gốc ghiếc quả to đùng rồi, bám theo chân tường này. Đây là những cái lá này. Những cây này mình trồng này. Bây giờ nó bám đẹp hết rồi. Đây. Đẹp chưa? Quả gốc này. Úi. Mình rất là thích thiên nhiên cái kiểu vậy các bạn nhé. Hòa quyện luôn đấy. Cây phong lan, phong liếc là lên hết rồi. Tiếc mỗi là cái cây nhãn nó bị chết. Phải trồng lại cây mới thôi. Buổi trưa nay vừa văn nghệ, buổi chiều. Tối nay thằng Mạnh nắng cao nguyên ở Hà Giang sang. Thế là mình tối nay cũng phải ngồi chắc cũng tiếp rượu nữa. Ba hôm liên tục của hôm qua là người nhà. Hôm nay là bạn, hôm kia là cũng là bạn. Nói chung là làm nhà hàng các bạn. Tùa đấy. Nếu mà không tỉnh đòn là sưng gan lên đấy. Uống nhiều lắm. Ban may mà đi buổi tối uống, ban ngày đi làm còn nó còn nhẹ nhàng. Cứ mà ở nhà mà không làm gì mà cứ uống rượu vào chắc tùa thật. Chết đấy, không phải đùa. Đây không gian ở trước mặt suối. Đấy. Bây giờ nó vào mùa đông rồi nên là mọi người không hay tắm rồi. Nó về tầm tháng 3. Tháng 3 mới tắm. Từ tháng 3 đổ đi. Đấy, hôm nay mình sang đây quay cho các bạn thợ thuyền làm đến đâu rồi. Đây là khu vực mới. Mình vừa cơi nới ra đây. Chào bà nhá. Xin chào. Đây tường xây kè đây này. Mình thiết kế cái tường này là bao bọc hết, mai sau phá cái tường này các bạn. Bỏ cái tường này. Tí nữa vào trong sâu mình sẽ nói cái thiết kế cơ bản. Nhưng mà sẽ làm một cái tường dài từ cổng kia quay vào đến trong này. Đây này. Đến tận đây. Đây là tường đá này. Tường đá từ đây cuốn vào trong kia. Đó. Đây là sẽ đổ đường bê tông này. Khu vực này trâu bò chắc là đi về đây. Ngày mai sau đổ bê tông thì nó sẽ sạch sẽ. Bây giờ nó còn đang đường đất mà. Đấy, thông lên cái đường làng ở trên kia. Đây tường đá này. Ở nhà toàn giao cho các bác thợ làm hết. Mình có được ở nhà để xem đâu. Cứ buổi sáng đi lại vào xem một chút. Xong là đến chiều tối về, tầm 5 giờ chiều về lại xem. Đấy, mai sau cái này là mình sẽ phá đi một nửa này này, đến cái đầu nhà này. Phá hết cái tường ấy đi để nó thông sang cái bãi cỏ kia. Đấy, còn từ đây vào này sẽ phá lửng các bạn nhé. Chào bà nhé. Nó mó à? Nấu cơm chưa?
Chưa. Quay ba con lươn ở trong nồi. Ba con lươn ở trong nồi. Đi vắt về à? À. Yeah. Chào các người đẹp nhá. À. Đâu con lươn đâu? Ờ nhờ con lươn to thế. Ui ui. Cái này lấy ở đâu về đấy anh? Ui ui. Lươn này lươn nuôi quá. To thế nhỉ? Lươn to thật. Chào các người đẹp. Cái này ít sao cái chân để đẩy cái đá to nhiều thế? Anh đừng có đẩy đều thế. Ví dụ như cái này này, lâu lâu mới làm viên thôi, cái anh cứ cho nó đều vào đây hết thì nhìn nó ấy quá. Đá này nó chán quá. Hả? Đá nó không chán nó mà. Đá nó... À, đừng có ưu ái cái mặt này nhiều quá. Bây giờ anh cứ lấy cái mặt phẳng đúng không? Phẳng. Đây, bây giờ em bảo này. Một viên đá thế này là bao giờ nó có nằm xuống dài. Thì... Cứ nằm như này cho em. Nằm như này chứ không cần phải lúc nào nó cũng phải nó là một mặt bằng đâu. Anh sang ngó cái tường kia kìa, đây này. Ví dụ những cái hòn này. Tức là viên đá nó kiểu gì nó cũng sẽ dài. Thì mình xây như này. Ví dụ như này. Đây. Nhưng mà cái mạch nó phải thẳng bằng nhá. Phải bằng nhá, chứ không được con hòn đá như này nhá, như cái chỗ kia là không ổn rồi. Cái này mà nếu mà so với bức kia là đang không đạt đây này. Nó phải như thế này. Chỉ có một loạt như thế này thôi. Ừ, đây. Ví dụ như hòn như này thì hai các anh hay ưu tiên cái mặt này đúng không? Nhưng mà đừng có thế. Đây. Cứ nằm đấy, cứ nằm xuống. Đây. Mình tìm lựa nó cái chiều nào nó hợp lý nhất thì mình đặt nằm. Khi nào mà nó nghiêng vào trong thì mình kê một hòn sỏi vào trong đấy để vữa vào. Nó phải nằm như này hết chứ cái bố cục này nó đang bị phá. Thế là nó không có một cái sự sắp xếp nhất định là nó đang bị rối quá. À, đây này. Đây anh đừng có làm kiểu này. Này. Thế này chết. Đừng có làm kiểu này. Cái này trong một bức tường nó chỉ có vài miếng này thôi. Chứ anh làm đều đều như này thì nhìn em cho anh xem ảnh. Được. Nên là đấy thì anh chỉ đẹp cái bức ấy, anh chỉ đẹp có 3 viên thôi. Nó thành nhìn từ xa nhìn như kiểu nó có một, như kiểu mình xây tường gạch đỏ kia. Cảm giác là như vậy ấy. Xong lâu lâu mình phá vào một giữa một cái thôi. Cứ nằm hòn đá nó xuống. Người đẹp ơi. Nhét cái đá bé đấy nhét vừa thôi, tí nữa nhìn từ xa vào nhìn xấu lắm. Nhiều lúc nó hở tí không sao đâu mà, không phải nó phải... Nó hở bên trong nó kín rồi mà. Không phải là nó kín mít như kiểu gạch tường mình xây đâu mà. Đây ví dụ những cái hòn kiểu này này. Kiểu này mà anh xây kiểu này là được thành rỡ này. Nằm xuống. Nằm xuống à? Cho nằm xuống. Đây. Đấy. Đấy. Như cái này tròn này đừng có đâm cái này. Còn viên đá kiểu gì đấy, nó cũng sẽ có một chiều dài nhất. Đấy. Đấy. Hòn này này cũng bị phá này. Đây. Đấy như này này. Như thế thôi. Đây nhìn 4 viên này nó đã khác hẳn rồi. Đúng không? Đây. Viên như này đúng không? Thì mình tìm cái chiều dài nhất của nó. Đây. Ví dụ thế. Hoặc cái này nó bị nghiêng thì mình có thể là kiểu này. Nó hở một tí cũng được mà. Chen con sỏi vào đây.
đây. Cái này lên thế này á, tí không lên cao được đâu. Đấy, bỏ ra đây, bên ra. Chân nó phải đấy, nó nằm ra như này mà. Chân nó phải sấy. Nằm là nằm nhá, không tí nhìn mai nhìn cả hoàn thiện cả bức tường là nó xấu lắm ấy. Nằm theo chiều ấy chứ. Ví dụ hòn này nó ấy quá, mình tìm cái hòn bé hơn. Đấy, nó cứ theo như này, xong lên trên lại như này. Nhá, nhá. Như này là dở rồi. Đấy, lâu lâu một viên như này được, nhưng mà đừng cứ 2, 4, 5 viên lại một viên kiểu này thì xấu lắm. Như này là nhìn tí nữa anh lên thành tường, anh nhìn không thể nhìn nổi luôn. Ờ, chào em. Mạnh nắng cao nguyên này, từ Hà Giang đây. Khỏe không anh? Ờ, xin chào, khỏe. Ờ, đi bản về anh? Vừa đi bản, đây đây. Đèn chuỗi đang về xem anh em thợ. Ở bên này làm khu gì đây anh? Khu này anh làm cái khu nghỉ. À, khu nghỉ. Bungalow. Bungalow ạ. À. Ừ. Ui, thế là vừa lại khoanh được thêm chỗ 4 này. 4 phòng. Ờ. Ôi, chúc mừng anh nhá. Ừ. Chúc mừng anh. Cảm ơn anh. À, cảm ơn em. Mấy anh em sẵn? Em có 3 anh em. Đấy. Ờ. Không phải tìm chỗ nào nghỉ đâu, tí tối bảo mấy đứa nó giải đệm rồi tiếp ngủ nghỉ nha anh. Em thì vừa từ bên Sơn La chạy sang, đi Lai Châu, Sơn La. À. Vâng. Cái vòng qua đây thăm anh tí. Ừ, ok. Thăm anh với bà con một chút. Ờ, ok. Thế sao mới kêu uống nước em? Ok anh. Đây, bên này mình thiết kế là hai phòng bên này. Cây này có thể mình giữ nguyên nhé các bạn nhé. Mua của bà rồi nhưng không chuyển về được, giữ nguyên. Cái mơ này để mà sau nó ra hoa đẹp này. Một căn mình thiết kế nhà sàn, hai căn này là nhà sàn này, nhà sàn bé quay mặt về hướng kia, cái này thì quay về hướng này, còn hai căn kia thì quay mặt từ trong ra là nhà xây xây phòng riêng ấy, phòng có thể là ngủ giường đôi ấy, mặt view ra suối ấy. Đây nhìn thấy đấy, ra cho các bạn biết khi mà phá cái tường này đi thì nó sẽ nhìn nó sẽ thoáng hơn. Đấy, cây cối mai sau trồng vào đẹp vào. Đấy, khu này đang tính là làm một cái nhà kiểu là gì nhỉ, kiểu không có vách, không biết, không phải nhà mà kiểu nó dạng như kiểu mình ngồi cà phê có thể view ra ngoài ấy, có mái bằng gỗ ấy. Ở ngay cái bờ kè này, này. Đấy, khi mà tôn đất xong thì ngồi ra đây view ra ngoài kia, lan can làm thoáng gỗ. Đấy, cây que các thứ trồng nhiều, có thể làm một con suối giả. Sao mày trong nhà vệ sinh mày chào bác đấy. Chịu luôn đấy. Nhà bà thì mấy hôm nữa chắc là dỡ rồi thì mình bắt đầu triển khai đến cái này. Ôi, các bác làm sao nhá, đi sang bên kia để tiếp khách đây. Đó, dưới này có thể mình sẽ múc một cái ao hoặc là san đất để làm bãi để xe này này. Khu dưới này này, view ra suối này này. Chắc là mình đang dự kiến làm cái ao nhưng sợ lũ rồi. Năm nào nó cũng lũ thì sợ nó mất ao ấy. Có thể làm bãi đỗ xe hoặc là làm chỗ trồng hoa trước mặt này. Đấy, trồng khu này này. Cho nhìn ra đấy rất đẹp. Đấy, bungalow thì các bác có à, đang nói dở cái phần tường kia này, mai sau mình sẽ phá một nửa cái tường kia thấp xuống này, mình làm cảm giác như kiểu là tường rào của người Mông ấy, nó thấp thấp như này này, tách biệt khu nghỉ và khu ăn bằng cái tường kiểu này, xong mình làm cổng gỗ, cổng đúng như kiểu bản làng người Mông ấy, đi xuyên qua kia đó, đi xuyên qua chỗ kia, còn bên này thì phá hết, bên này thì làm bãi cỏ dài ra đây. Đấy, có một cái sự riêng biệt nhất định của cái khu nghỉ với là khu ăn. Ok, cơ bản vậy thôi. Mình xin phép kết thúc video đây. Ngày mai cùng em Mạnh lên đấy xem có Mạnh nó quà cáp gì cho bà con ăn nhậu vui vui một bữa trưa. Tối nay tiếp khách ở đây đã. Có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo. Chào các bạn.